tối qua ngày 13 tháng 10, tập 7 chương trình ký ức vui tươi mùa 2 đã lên sóng, với nhiều tiết mục lôi cuốn và thú vị. Tham gia chương trình tuần này là sự góp mặt của nhiều khách mời mới như nghệ sĩ ưu tú Văn Báo, Quyền Linh, nghệ sĩ Bạc Long, diễn viên Đinh Toàn, diễn viên Thúy Diễm, nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Tượng đài cảnh sát hình sự Văn Báo nhớ lại ký ức Văn Trung trên truyền hình. Ngoài Quyền Linh, người theo dõi cũng khá háo hức trước sự nhập cuộc của nghệ sĩ ưu tú văn báo. Tên tuổi của anh đã gắn liền với xe rai phim cảnh sát hình sự, yên đậm vào ký ức công chúng một thời, trở thành tượng đài. Lần đầu nhập cuộc game show truyền hình, nghệ sĩ ưu tú văn báo chia sẻ, tôi xin cảm ơn anh lại dân xăm gì đã cho đồng đội chúng tôi được sống lại những tháng đã qua khi được mời đến đây, tôi rất bất thần, không nghĩ mình lại được nhập cuộc một chương trình vui tươi như vậy. Nó gợi nhắc tôi nhớ về ký ức gian trung của những năm tháng thanh niên, mọi cái đều phải tự lực, gian khổ lắm. Bọn trẻ con đường phố chúng tôi ngày đó chẳng có mong ước gì ngoài việc đợi trời gió to cho lá cây rơi nhiều, lấy về đốt lò. Nghe tôi nói thì lớp trẻ hiện thời cứ bảo tôi thể chuyện cổ tích, nhưng cổ tích đời thường là có thật đấy. Những lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú văn báo đã khiến lại dân xăm tỏ ra xúc động, rương rưng. Quyền Linh, tôi từng phải đi bán bánh đúc năm, sáu năm trời và rau đến khẳng cả cổ. Trong chương trình tuần này, người theo dõi được gợi nhớ ký ức về những tiếng rau đường phố thời gian trước, gắn với kỷ niệm, tuổi thơ của nhiều người, nhưng đã ngày một phai tàn. Lại dân sam giới thiệu, mỗi lần nghe thấy tiếng rao, ai trong chúng ta cũng đều nhớ tới những gánh hàng rong. Ở ba miền Bắc, Trung, Nam đều có cả. Nó in sâu vào đời sống của người dân Việt Nam tới mức đến hiện thời chúng ta thỉnh thoảng cảm thấy nhớ nó, dù chỉ là khoảnh khắc. Ở Hà Nội hiện thời đâu đó vẫn còn tiếng rao, nhưng tiếng rao này tân tiếng quá gì được thu âm qua chuyện tôi cứ về đến ngõ nhà tôi là lại nghe thấy một cái xe đạp vừa đi vừa rao, ai vừa xem bến tre đây, vừa sim bến tre vừa lành vừa mát này, nó cứ đều đều như thế thôi. ngày xưa, tôi nhớ mỗi khi đêm đến được nghe tiếng rao là thích lắm. trẻ con chúng tôi còn đấu nhau rằng, đấu mày xem hôm nay bà ấy bán được nhiều hay ít. tiếng rao ảnh hưởng nhiều từ cảm xúc người rao. Ai mà rau vui tươi chắc là bán được hàng, còn cảm thấy mệt mỏi, trả rời thì là hôm đó bán ế lắm. Còn hiện thời, tôi không cảm chiếm được tiếng rau gì đều qua chuyện phát hết. Thanh Bạc chia sẻ, tiếng rau này không phải ai cũng rau được. Tiếng rau mà ngọt thì mới đắt hàng, còn rau mà cục, khó nghe thì rất khó bán. Tiếng rau yên cầu phải có hùng. Nếu bảo người bán hàng rong hát chắc họ sẽ hát hay gì tiếng rao của họ yên cầu phải có ảnh hưởng của giọng cổ, cải lương trong đó. Ngày xưa, đô thị rất yên vắng, giữa khuya vẫn nghe được tiếng rao từ xa. Còn hiện thời sống hội hùng hành, tấp nập thì thành ra ô nhiễm tiếng hùng, tiếng rao không gian đi được nữa mà phải phát qua chuyện người ta mới nghe được. Những tiếng rao nghe qua chuyện cứ giống nhau như đúc khiến người ta bị đơ, mất cảm xúc. Nghe Thanh Bạc nói vậy, nghệ sĩ ưu tú dân báo phản đối, tôi nhớ thời kỳ đầu của miền Bắc khi chúng tôi lớn lên, không ngọt ngào như anh Thanh Bạc nói đâu. Ở ngoài Bắc, tiếng rau là thuần chất của dân lao động, là những người không biết buôn bán, làm gì khác ngoài việc nấu nướng một món gì đó rồi thua vài đứa trẻ rau khắp phố. nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân cũng không đông tình với Thanh Bạch, tiếng rao ở miền Nam cũng có tiếng nghe dễ quảng hồn lắm chứ không phải tiếng rao nào cũng êm đềm, hay hết đâu anh Thanh Bạch. Nói rồi nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dân nhại lại tiếng rao bằng cả hai giọng Nam và Bắc. Quyền Linh thì lại tiết lộ quá khứ túng bấn của mình khi nhớ đến tiếng rao, khi nhắc tới tiếng rao, tôi vẫn nhớ gì chính tôi đã phải đi rao. Tôi từng phải đi bán bánh đúc, bánh lọt năm, sáu năm trời dưới quê và rao đến khẳng cả cổ. tôi cứ rao mãi trong suốt 6 năm như thế. Lúc nào khỏi thì tôi rao toàn dạng ai bánh đúc, bánh lọt không, còn yếu hèn đi thì rao thành ai đúc lọt không.